những bài múa kết hợp giữa sự cổ điển và hiện đại của nền văn hóa Trung Quốc. Sau khi nhận ngọn đuốc và lá cờ đăng cai ASEAN 2022, thành phố Hoàng Châu của Trung Quốc đang thể hiện những màn trình diễn đầy ấn tượng. Người đang xuất hiện trên màn nhỏ của chúng ta là Jack Ma. Ông muốn gửi lời cảm ơn tới Indonesia và ông hy vọng sẽ được gặp tất cả mọi người ở Hàng Châu vào năm 2022.